con đi bao lâu xa cách mẹ cha, hay chắc nơi chốn quê nhà mẹ già mong ngóng ngày đêm. Lần 6, 7, 1, 2. Ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em lại tiếp tục về được cho toàn thể các bác là mẫu vàng siêu phẩm. Ở đây là một trong những dòng sản phẩm mà vàng em cảm thấy là mới vào chỉnh thôi mà em cảm tưởng nghe cái chất âm nó quá là hay luôn, và thật sự các bác là xứng đáng đồng tiền bát gạo để anh em đầu tư. Thì điều đầu tiên thì các bác nhìn thấy rồi, đây là 4 chiếc vang, và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ lên sóng cho tất cả anh em. Và em cũng đi vào giới thiệu sơ qua để cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được. Ok chưa? Và đầu video thì rất mong sự ủng hộ anh em đi qua, vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em Huyền Đồ Online. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh của bên em. Và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em nhé. Và em của các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm vàng này để cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được và cùng em trải nghiệm. Thì với dòng hình thức thì các bác nhìn thấy đây là một trong những hàng thương hiệu, hàng TB các bác nhá, TB KV8 này, sâu tốp này. Đấy. Và với dòng vàng này thì nó có hai tên, mặt mũi thì nó rất giống nhau nhưng mà có một số tên thì nó cũng có thay đổi một chút nhẹ nhàng. Đấy. Về phần phía màn hình đằng trước thì em cũng đi giới thiệu là có 3 phím, 4 phím volume tinh chỉnh chính, đó là Music này, Affect Mix này, và đây nó là Control các bác nhé, đây là Control. Đấy, và con vang này thì các bác có thể chỉnh bằng tay thoải mái anh em nhé, rất là đơn giản thôi. Và em sẽ hứa với toàn thể các bác là khi các bác mua vang thì bên em sẽ là người sẽ hỗ trợ về cái kỹ thuật cho toàn thể các bác. Ok chưa? Và ở phía đằng sau của con vang này thì cho chúng ta là 6 đường ao ra và hai đường vào in 1, in 2, và đường rec này là đường rec thu âm và có cổng acetato, đó là cổng quang. Và chúng ta sẽ tiến sâu vào bên phần bên trong nội thất của chiếc vang này. Và một điều đáng để chúng ta quan tâm thì với dòng vang này thì nó sẽ sử dụng chip Alloc Device 21489, là một trong những dòng chip xử lý cực kỳ cao. Về bên phần bên trong thì các bác nhìn cơ bản thì nó cũng rất giống là dòng vang X5, nhưng mà nó phiên bản này nó là phiên bản cao cấp, và con này thì nó được sánh như vang X12. Đấy. Về phần vang thì con này được thiết kế là 4 tụ nhôm ở phía đằng đít. Với các dòng vang chính hãng như thế này thì công ty họ sẽ thiết kế là 4 tụ nhôm, và với các tụ nhôm này thì đều mất hết các cái thông số nha các bác nhá. Các bác biết rồi, với những cái dòng vang tụ nhôm thì các bác chỉ thấy ở các cái dòng vang cao cấp và dòng vang đẳng cấp thì nó sẽ có tụ nhôm. Và với dòng vang này thì điều đặc biệt mà quan tâm tới sản phẩm đó là chip xử lý Alloc Device 21489, là một trong những dòng chip xử lý rất là cao cấp, và bên trong thì các bác nhìn thấy rất nhiều tụ nhôm ở phía bên bên vỉ. Và chúng ta không thể bỏ qua được đó là cái phần mềm của chiếc vang. Thì em cũng cho toàn thể các bác là xem là cái phần mềm của chiếc vang số này xem nó có cái gì điều đặc biệt nhá. Bây giờ em sẽ kết nối phần mềm nha các bác nhá. Đấy, em sẽ kết nối phần mềm này, link này. Đấy. Thì các bác sẽ xoay về cái phần mềm của chiếc vang này để cho toàn thể anh em cùng trải nghiệm là với những phần mềm này thì nó ra làm sao. Thì hiện tại là cơ bản thì phần mềm thì em chỉnh lung tung lắm. Đây các bác nhìn này, cái cấu hình em chỉnh nó rất vớ vẩn. Nhưng mà điều đặc biệt là vớ vẩn thôi, nhưng mà nó cũng lại mang lại cái hiệu quả cho tất cả anh em thôi. Đúng không ạ? Thì bên cửa hàng bên em thì chuyên làm các cái phần kỹ thuật rồi. Cho nên anh em mua hàng của vang của bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Cái điều đầu tiên thì các bác sẽ hướng tới với những sản phẩm là chất lượng. Đây em sẽ soi cho toàn thể các bác là đây. Con này thì nó cho chúng ta là giải cắt của HBF này, LBF thì nó cũng cắt được anh em nhá. Đây LBF này. Đấy. Ở đây về phần mic đây ạ. Mic đây thì nó cũng đều cắt được LBF, con này thì xứng đáng đồng tiền bát gạo để anh em bỏ ra. Đấy, LBF đây. HBF, LBF đều cắt được hết nhá. Đây con này vang này thì nó rất là cao cấp. Đây, phần main này các bác nhỉ. Main thì nó cũng cắt được anh em nhá. Đấy, cắt được cho chúng ta là các chế độ thừa giải thì riêng anh em có thể cắt được trực tiếp trên con vang này. Nói chung là với dòng vang này em cảm tưởng đánh giá con này nó quá cao cấp, và thậm chí là nó còn nhỉnh hơn cả vang X5 cơ các bác ạ. Đấy. Cho nên là anh em chơi cái dòng vang này thì anh em hoàn toàn yên tâm và tin tưởng cửa hàng bên em.
Và bây giờ em sẽ thử lại một lần nữa để cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên em đang sử dụng đó là một bộ mic Beyer về ớt da cá đây. Thì em sẽ để đây. Đấy, mic Beyer nhá. Mic Beyer màu trắng, tiếng rất là hay. Đấy, em sẽ thử cho toàn thể các bác nghe một số cái cơ bản về cái chất âm của dòng vang này. Đấy, 1, 2, vang này tiếng cũng cực kỳ hay. Đó bác nghe tiếng thì đúng không? Con đi bao năm xa cách mẹ cha. Lên 1, 2, 4, 5. Đấy. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.